Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Mỗi tuần lễ, Hường học 5 tiết toán. Cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi, cả năm Hường học bao nhiêu tuần lễ? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Huya! Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Huya! Một hình vuông có chu vi 2 decimet 4 cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu cm vuông? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Huya! Hiếu có 72 viên bi, chia đều thành 9 túi. Thảo có 40 viên bi. Thảo cũng muốn chia vào túi giống như Hiếu. Vậy, Thảo chia được vào mấy túi? Muốn giải được thì bạn phải tìm xem thử một túi của Hiếu đựng bao nhiêu viên bi nhé.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm.